Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cho các bạn về phần mềm trên máy tính và kiểm tra của chiếc thiết bị iPhone của mình đã sửa chữa và thay thế gì chưa không. Ví dụ như cam, pin, Touch ID có đã bị sai chữa cam trước cam sau. Nói chung là các cái vấn đề của trên máy mình đã bị có như là serial number đã bị sửa chữa gì hay thay thế gì chưa. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm cũng như là để test và kiểm tra máy của mình tại nhà cho các bạn, với cái điều kiện là các bạn phải có máy tính hoặc là các bạn ra quán net, bạn có thể kiểm tra máy tính và tải phần mềm đấy rất đơn giản. Và bây giờ mình sẽ quay video vào máy tính cho các bạn xem. Vâng, và bây giờ mình sẽ quay cái camera của vào của máy tính. Quay mình không chưa chuyên nghiệp thì làm như đấy. Và trên máy tính đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần mềm là Bluetooth. Phần mềm này kiểm tra máy của mình đã sửa chữa gì hay chưa, hoặc là có thể các bạn có thể tải firmware về để chạy luôn trên phần mềm Bluetooth này cho các bạn nhé. Và đây bây giờ mình sẽ kết nối một thiết bị iPhone. Và bây giờ mình sẽ kết nối thiết bị của con iPhone 5. À, iPhone 6 đi các bạn nhé. iPhone 6 cho mình. Đây mình sẽ kết nối iPhone 6. Đấy à. Lần đầu tiên thì các bạn kết nối tải Bluetooth này về ở trên Chrome hoặc công cốc gì đấy thì các bạn nhớ cài đặt ra. Nếu mà cài đặt xong thì các bạn có hai cái đường link mà Interlink của App Store đấy, các bạn nhớ cài đặt cho mình đủ nhé, để mình điện thoại thì mình kết nối được Bluetooth. Và để kiểm tra Bluetooth mình đã sửa chữa gì không thì mình đây là cái phần mình sẽ giới thiệu sơ qua qua về cái phần mềm này. Phần mềm này thì các bạn có thể chạy được phần mềm này, các bạn có thể chạy phần mềm và tải firmware về để chạy tự chạy được. Và thứ hai đây là phần data. Phần data là phần danh bạ, phần photo là phần album ảnh của mình, phần music là phần music ở nhà của mình, phần ringtone là ringtone ở trên máy của mình. Mình sẽ cắt vào, ví dụ cắt vào đây ABC app thì mình có một app ở trên máy đây. Và để kiểm tra máy mình đã sửa chữa hay không thì mình vào phần info này. Info các bạn để ý đây là iPhone này, là iPhone 66GB. Đây iOS, đây phần mềm, đây serial number là A, đây email này, series ICC này. Mình các bạn để ý là có hai cái dòng như này thì các bạn click vào cái dòng view tiếng record này của mình nhé, click vào phần chatbot này. Và đây cái phần báo xanh như này này, các bạn để ý sẽ nona là cái máy phần xanh như này là nona, như này là cái máy đã chưa sửa chữa gì nhé, các cái bộ phận này là chưa bị thay thế này, như bộ phận như ở battery pin này là pin đã bị thay thế này, phần này là phần camera sau này, phần này là camera trước này, phần này phần Touch ID đã bị thay này, bị đứt hoặc mất này, báo đỏ luôn này các bạn này. Để các bạn nhìn qua bên máy bên ngoài thì các bạn không thể rõ được là máy mình đã bị sửa chữa gì không. Và bây giờ mình sẽ kết nối con iPhone 5 vào cho các bạn xem. Đây ạ, mình kết nối 5, mình sẽ vào mục webbot luôn đây này, các bạn để ý này, một con iPhone 5S của nhà mình đây này, 5S nhà mình chưa sửa chữa gì này. Các bạn để ý là phần này nona hết này, phần serial number này, pin này, cam trước cam sau chưa bị thay thế gì đấy. Nếu mà các bạn mua máy ở đâu thì các bạn người ta có bảo đảm các bạn nguyên zin. Với những chỗ máy uy tín người ta đảm bảo cho bạn là nguyên zin các máy thì các bạn về sẽ làm. Còn các bạn cứ bước khác thì các bạn đã test như thế rồi. Còn cái bước mà về để tự mình kiểm tra máy mình đã bị thay thế hay là sửa chữa gì chưa thì các bạn nhớ kiểm tra cho mình là tải cho mình phần mềm Bluetooth và các bạn cắm vào thử. Và cắm vào thử xem, check xem là máy của mình xem là đã bị thay thế linh kiện gì bên trong chưa. Và mọi thắc mắc thì các bạn có thể gửi về kết bạn của mình qua Zalo hoặc Facebook, hoặc các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình, hoặc là cái phần link tải phần mềm thì mình Bluetooth mình sẽ để ở bên dưới trang chủ cho các bạn. Có mọi thắc mắc thì các bạn có thể là inbox cho mình để có tư vấn nhé. Và xin chào tất cả các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký, like, subscribe kênh giúp mình nhé.